Uyên Thi xin kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Thưa quý vị, món ăn của ngày hôm nay sẽ là một món ăn gia đình. Và món ăn này Uyên Thi nghĩ là nó rất là healthy, tất nhiên là nó không có bị dầu mỡ nhiều, thưa quý vị. Và mình sẽ dùng lò để mình nướng. Đó là món cá nướng, thưa quý vị. Uyên Thi chia sẻ mấy lần về cá nướng mỡ hành, cá nướng... coi như là cá nướng, hình như có một lần cá nướng mỡ hành thôi, còn cá nướng như là giấy bạc này nọ. Nhưng mà hôm nay là Uyên Thi làm cá nướng rau răm, thưa quý vị. Mùi vị cá nó sẽ thơm bởi cái mùi rau răm, giống như là chúng ta đã có gà nướng mọi bằng rau răm, hoặc là làm những món ốc có rau răm, thì hôm nay chúng ta làm cá nướng với rau răm. Với một con cá Uyên Thi order ngoài chợ, thì quý vị tùy theo cá lớn cá nhỏ không thành vấn đề. Chỉ có cái là khi mà Uyên Thi làm cá này đó, Uyên Thi sẽ nói chủ chợ, nói chợ đó là người ta sẽ cắt giữ cái đầu riêng ra, và cái đầu họ cắt nhỏ cho mình, sau đó đem về cất đi để dành nấu canh chua. Tại vì khi mà mình nướng cá rồi cái đầu mình không ăn á, bỏ phí lắm thưa quý vị. Cho nên mình để nấu canh chua là số 1. Và Uyên Thi chỉ dùng cái mình cá mà thôi. Sau khi mà người ta đã làm sạch về về nhà đó thì Uyên Thi sẽ rửa cho thật sạch. Sau đó Uyên Thi sẽ để ráo, Uyên Thi lau cho khô. Thì bây giờ quý vị thấy con cá rất là ráo. Khi mà quý vị nói làm cá nướng thì tự động ở chợ người ta sẽ cắt ra cho mình như thế này. Và khi họ cắt ra như vậy thì chúng ta nướng á, cá nó sẽ ngon và nó sẽ thấm khi mà chúng ta ướp gia vị. Trước khi mà chúng ta ướp thì chúng ta sẽ cắt cá những cái thớ cá như thế này để cho cá nó mình ướp nó thấm gia vị, thưa quý vị. Đó, mình khứa xuống để cho nó có những cái khứa như vậy. Bên này cũng vậy. Chúng ta cũng sẽ khứa. Đó. Đó. Và như vậy thì chúng ta ướp cá nó thấm hơn, cũng như khi chúng ta nướng thì nó tẻ ra, nó nhìn nó hấp dẫn hơn, thưa quý vị. Sau khi mà chúng ta đã cắt cá, để cá cho ngay ngắn cho ở trên cái đĩa rồi, thì bây giờ quý vị bắt đầu pha hỗn hợp ướp. Tức như mình trộn hỗn hợp ướp chứ không phải pha. Mình trộn hỗn hợp để mình ướp cái gia vị cá cho cá. Uyên Thi sẽ dùng khoảng chừng 2 muỗng canh sả, thưa quý vị, sả bằm. Rồi. Sẽ dùng khoảng chừng 2 muỗng canh hành hương bằm. Bằm nhỏ luôn. Đó. Rồi Uyên Thi sẽ dùng ở đây khoảng chừng một muỗng canh sa tế. Đó. Sa tế nha. Rồi, Uyên Thi sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối. Và Uyên Thi sẽ dùng cái muỗng đó để đong 3 muỗng đường. Đó, sau khi mà Uyên Thi đã trộn đường muối, sả, hành rồi, sa tế rồi thì Uyên Thi trộn đều lên. Lúc này Uyên Thi cho vào đây một muỗng cà phê tiêu. Quý vị trộn thì một chút nữa cái đường với cái muối nó tan, nó sẽ thành một cái hỗn hợp hơi sền sệt. Rồi. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu ướp. Uyên Thi sẽ đeo bao tay vào bởi vì mình không muốn dơ ra cái tay của chúng ta. Còn khi mà vào bếp là bắt buộc quý vị phải rửa tay. Quý vị cũng có thể ướp sẵn thẳng cái tay mình cũng được, nếu mà không có bao tay nhưng mà sau đó mình phải rửa. Thì giờ Uyên Thi đeo bao tay, Uyên Thi khỏi phải rửa. Rửa trước rồi nhưng mà dính gia vị gì gia vị vô thì mình phải đi rửa nữa. Thì Uyên Thi sẽ dùng cái khay nè, lót miếng giấy bạc. Và Uyên Thi sẽ ướp ngay trên cái khay này luôn. Và Uyên Thi sẽ bỏ cái con cá này. Uyên Thi sẽ ướp ở trong bụng cá trước nha.
đó. Thì để khoảng 2 phần ở trong bụng cá và một phần á thì để dành lại để ướp ở trong cái lưng cá. Rồi bây giờ thì sẽ thoa đều. Kêu là massage đó thưa quý vị. Thoa đều như vậy thì cá nó mới thấm. Rồi, sau khi mà chúng ta đã ướp cá rồi đó thì Uyên Thi sẽ dùng một bó rau răm. Quý vị thấy một bó rau răm không? Rửa sạch. Sau đó quý vị lót ở dưới và chúng ta sẽ để cá lên. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ còn cái phần sả ớt còn lại. Chúng ta sẽ để ướp ở trên thân lưng cá. Rồi bây giờ mình ướp xoa đều ra để cho nó thấm vào trong những cái chỗ mà cá mà chúng ta đã khứa đó. Rồi quý vị xoa đều ra. Lưng cá. Rồi khi mà quý vị thoa đều ra rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái bao tay này đi. Chúng ta clean up xung quanh. Nó có văng ra cũng phải clean up đi. Và lúc này chúng ta sẽ dùng một cái miếng giấy bạc khác bọc lên trên. Và quý vị nhớ là khi quý vị bọc, quý vị đưa cái tay vào, chúng ta để cho cái miếng giấy bạc đừng đụng con cá. Bởi vì nếu mà giấy bạc không đụng, nhiều khi con cá nó bị cháy đó thưa quý vị. Và chúng ta bao kín lại. Sau đó chúng ta sẽ đem vào lò nướng. Và lò thì quý vị phải vặn từ 450 độ cho tới 475 độ. Chúng ta nướng đúng 20 phút thì lấy ra. Bây giờ Uyên Thi sẽ đem vào lò nướng. Lò thì quý vị nhớ là phải vặn lò trước 425 độ, 450 độ cho tới 475, rất là nóng nha thưa quý vị. Và chúng ta để vào, chúng ta để đúng 20 phút. 20 phút thì trong cái thời gian 20 phút đó chúng ta sẽ làm nước mắm me thưa quý vị, và làm rau cải, rau xà lách, rau thơm chúng ta ăn chung. Nước mắm me thì chúng ta sẽ làm đó là một vắt me, quý vị cho dùm cho Uyên Thi khoảng chừng 1,5 lít nước, hoặc là khoảng 5 cup nước thưa quý vị. Thì khi mà chúng ta bỏ cái vắt me vào trong cái nồi, cho 5 cup nước vào, chúng ta nấu khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thì chúng ta sẽ được cái hỗn hợp khoảng 4 cup. Còn lại là 4 cup nha thưa quý vị. Bỏ thì cái nước me này đó, nếu mà Uyên Thi nấu một nửa thì Uyên Thi mất công, cho nên một lần Uyên Thi nấu nhiều như vậy rồi Uyên Thi để dành trong tủ lạnh để mà chúng ta nấu canh chua. Quý vị nhớ cái đầu cá mình còn không, nấu canh chua me với cá đó, ngon lắm thưa quý vị. Thì bây giờ ở đây Uyên Thi sẽ nấu nước mắm me. Nước mắm me rất là đơn giản, Uyên Thi cũng đã từng chia sẻ rồi, là chúng ta chỉ cần bỏ nước me vào trong nồi, nấu sôi lên, nấu cho sôi lên, chúng ta sẽ bỏ đường vào. Đường thì tùy, nhưng mà bây giờ Uyên Thi sẽ cho vào nè. Một, tại vì me nó chua lắm. Hai, ba, bốn. Cái này là Uyên Thi cho 4 muỗng canh đường trong cái mắm me này thôi. Một hồi nữa nó sôi, nó tan đường, và lúc đó Uyên Thi sẽ nêm nếm lại. Đồng thời Uyên Thi sẽ cho nước mắm vào cuối cùng, sau khi mà nước mắm me nó đã nguội rồi, vừa ăn rồi chút, lúc đó Uyên Thi mới cho tỏi hoặc là ớt hoặc là sả tùy theo ý thích của quý vị. Và nước mắm me rất đơn giản nhưng chấm cá rất là tuyệt vời. Mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Sau một vài phần thông tin thương mại, Uyên Thi sẽ trở lại với món cá nướng rau răm.
Uyên Thi cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của bếp nhà ta nấu và Uyên Thi đang làm nước mắm me. Sau khi mà Uyên Thi đã bỏ đường vào rồi đó, quý vị thấy một ít nước mắm me như vậy thôi, 1/3 cái phần me đó thôi. Mà Uyên Thi cho đường vô là coi như 8 muỗng canh rồi, me vẫn chua lắm. Thành ra đối với khẩu vị Uyên Thi thôi, nhưng mà đối với khẩu vị quý vị thì quý vị cứ việc cho theo khẩu vị của mình nếm lại coi gia đình mình ăn chua hay là ăn ngọt. Thêm cái nữa là Uyên Thi phải pha thêm một ít nước nữa, để pha thêm một phần nước nữa để cho nó loãng ra cái nước mắm thưa quý vị. Và bây giờ là đường nó đã tan rồi, bây giờ Uyên Thi mới bắt đầu cho nước mắm vào nè. Uyên Thi cho nước mắm vào rồi Uyên Thi sẽ nếm tiếp. Rồi 3 muỗng nước mắm nha. Bây giờ Uyên Thi nếm tiếp nè. Coi coi vừa chưa. Ngon. Thêm một muỗng nữa thưa quý vị là vừa ngon rồi. Rồi. Thử lại một lần nữa cho chắc ăn. Vừa. Rất là ngon. Bây giờ như vậy là Uyên Thi sẽ tắt lửa. Tắt lửa sau đó Uyên Thi để đó ha, cho nó nguội. Đồng thời Uyên Thi sẽ làm mỡ hành. Quý vị có thể không làm mỡ hành cũng được, quý vị cho đậu phộng cũng được, quý vị không cho, quý vị để nguyên như vậy cũng được, làm sao cũng được. Nhưng mà Uyên Thi làm xô, cho nên Uyên Thi cho một chút mỡ hành lên để cho nhìn cho nó đẹp thưa quý vị, cho nó đẹp mắt. Ở nhà mình nếu mình thích ăn mỡ hành thì mình bỏ vào, không thích thì không cho cũng không sao. Tại vì mình đã ướp cái gia vị rồi, và cái hành, cái rau răm đó nó rất là thơm. Và chúng ta hành chúng ta sẽ cắt ra, đừng nhỏ quá nha thưa quý vị. Nhưng mà làm mỡ hành mà không có cái đầu hành lá thì cũng sẽ không ngon. Cho nên mình sẽ làm có cái đầu hành lá và có luôn hành xanh nữa. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho một chút dầu vào trong chảo, chảo nóng rồi nha. Ít dầu thôi nha thưa quý vị. Sau đó chúng ta sẽ cho hành vào. Rồi. Và chúng ta sẽ tắt lửa. Đó, quý vị thấy không? Không có cần nhiều dầu quá. Hành chỉ cần vừa chín tới thôi. Nhớ lúc nào quý vị cũng phải cho một ít muối và một ít đường vào trong cái mỡ hành chúng ta, thì khi chúng ta ăn mới thấy ngon. Chứ không thôi là thấy nó lạc lẽo lắm thưa quý vị. Mà mình cho chút muối chút đường vào đó thì cái mỡ hành chúng ta ăn đó nó đậm đà. Nhiều khi mình ăn mình thấy ủa sao lạc quá, có nhiều người không bỏ đó. Nhiều em không có biết, chưa có coi chương trình này nhiều. Uyên Thi chia sẻ nhiều cái tip để cho quý vị có thể làm cho món ăn ngon giống như ngoài tiệm vậy đó. Tại vì Uyên Thi có tiệm mà, cho nên cái nào mà Uyên Thi thấy Uyên Thi có thể chia sẻ được để cho quý vị có món ăn ngon thì Uyên Thi vẫn làm. Và bây giờ sau khi 20 phút Uyên Thi sẽ lấy cá ra. Wow wow wow. Rất là nóng thưa quý vị. Này lại. Và quý vị biết bây giờ Uyên Thi sẽ lấy cá ra mình nhìn. Rất là ngon thưa quý vị. Đó. Bây giờ nếu mà quý vị để, có thể quý vị muốn cho nó vàng á, thì quý vị để vào trong lò một lần nữa. Nhưng mà thật sự ra cái món cá này Uyên Thi muốn làm giống như là cá hấp vậy. Cho nên Uyên Thi không mới đậy. Uyên Thi mới đậy cái giấy bạc. Nếu mà Uyên Thi muốn cho nó giống như là nó vàng, nó giòn thì Uyên Thi sẽ không đậy giấy bạc. Tại vì cá rất mau chín thì mình để không như vậy, nhưng mà ăn cái đó là nó bị khô. Còn bây giờ mình ăn cái miếng cá, quý vị sẽ thấy là nó rất là mềm, rất là moi nha. Thành ra bây giờ Uyên Thi sẽ lấy cái cá này. Uyên Thi sẽ
cố gắng thôi, không biết là có được hay không. Chắc mình sẽ phải dùng tới cái bàn xẻng thưa quý vị. À, hơi khó nha. Bể, sẽ bị bể. Mình thì sẽ dùng hai cái. Úp, rất ngon. Xin đừng cho bể. Ô, bể bể thưa quý vị ơi. Cố gắng thôi. Wow. Ráp vô cái đầu con cá. Và rau răm phía dưới vẫn còn thưa quý vị. Lúc này quý vị có thể lấy những cái này để lên trên. Và đừng bao giờ quên nhé. Đừng bao giờ quên mà đổ cái nước này đi nha. Mình thì sẽ dùng cái nước này, mình thì chế lên trên này luôn. Đó. Và ở đây Uyên Thi đã có sẵn rau răm, bây giờ Uyên Thi sẽ chuẩn bị để mà Uyên Thi làm. Mình sẽ để một ít rau răm vòng quanh để ai thích ăn rau răm sống đó thưa quý vị. Bởi vậy mình mới gọi là cá nướng rau răm. Nhiều người cứ hỏi Nguyên Thi chứ đồ ăn Nguyên Thi nấu ra rồi thì ai ăn vậy? Nguyên Thi nói có mấy anh thu hình đó là được hưởng sái cái này thưa quý vị. Nguyên Thi thì lo chuẩn bị cho những cái show kế tiếp, hoặc là Nguyên Thi lo dọn dẹp clean up để mà mình thâu tiếp. Thành ra là Nguyên Thi không có ăn, không có làm. Và bây giờ cái mỡ hành này mình sẽ bỏ lên trên mặt. Đó. Rồi. Và như vậy là chúng ta đã có món cá. Thưa quý vị, món cá nướng. Cá nướng rau răm ha. Và cái ớt này chúng ta, cái này chúng ta sẽ ăn với bún. Đó. Ta sẽ ăn chung với bún để đây. Và ăn chung với rau sống. Cũng như là nước mắm me. Thì Uyên Thi sẽ bỏ ớt ra đây và cái nước mắm me này. Uyên Thi sẽ lấy, Uyên Thi đổ ra đây. Rồi. Và mình sẽ coi như là mình ăn chung với bún nè, với rau sống nè, chắc Uyên Thi phải để ra ăn trước. Đó, quý vị sẽ cắt với khóm ăn chung và cá. Này nha, cá, bún và rau sống, xà lách. Mình ăn chung với mắm me. Quý vị, cái mắm me này quý vị có thể cho vào một chút xíu tỏi. À, như vậy là chúng ta đã có một cái món rất là ngon phải không thưa quý vị? Và chương trình của ngày hôm nay Uyên Thi xin cảm ơn đến các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình. Đó là công ty Prom Bio MR2 và Profile Plus thưa quý vị. Thanh lọc cơ thể trong vòng 5 ngày. Và mầm sữa gạo lứt thì ai cũng biết rồi, giúp cho chúng ta có nhiều năng lượng hơn, cũng như giúp cho cha mẹ chúng ta sống khỏe, sống vui với con cháu và sống thọ nữa. Rồi quý vị có thể gọi về số phone 714-391-2128 để biết thêm nhiều chi tiết về cái sản phẩm BioMatchu và Profile Plus thưa quý vị. Hoặc là gọi cho công ty 1-800-338-4121. Siêu thị Á Đông, tức là Á Đông Supermarket, một ngôi chợ Việt Nam với rất là nhiều chi nhánh, tất nhiên là tới 5 chi nhánh lận. Cho nên họ order nhiều hàng và vì vậy cho nên số lượng order họ nhiều, cho nên cái giá thành bán ra rất rẻ. Quý vị đến chợ này quý vị sẽ khó có đi được chợ khác bởi vì nó rẻ mà nó ngon nữa thưa quý vị. 714-657-7456.
Tóc may by Elaine, Uyên Thi thường có những cái bộ tóc giả chỉ trong vòng 5 phút là Uyên Thi có thể bước ra ngoài với một cái tính chất rất là tự tin. Quý vị có thể gọi cho số phone 714-962-1580 hoặc là 714-589-5358. Chị Ngọc Lan sẽ cố vấn cho quý vị để quý vị có một cái mái tóc mà theo kiểu hợp với cái khuôn mặt của mình. Những cơ sở do Uyên Thi điều hành như là Corner View Bakery and Restaurant, Đệ Nhất Nước Mía Viện Tây và phở Top Noodle ở vùng Costa Mesa đã là những cơ sở mà luôn luôn cùng với Uyên Thi trong suốt những năm qua, và cảm ơn quý vị đã vẫn ủng hộ. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ các cơ sở do Uyên Thi điều hành cũng như các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình Bếp Nhà Ta Nấu, để chúng ta mỗi tuần vẫn gặp được nhau. Và nhiều người đã gặp Uyên Thi nói là: chị không biết tôi là ai nhưng mà tôi gặp chị mỗi tuần. Dạ vâng, Uyên Thi cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Và một lần nữa kính chúc quý vị thành công trong món cá nướng rau răm, cũng như là có một món ăn ngon cho gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.